vẫn đánh đúng nhịp, đúng các nốt như thế nhá. Nhưng mà khi mình chơi, đôi khi mình biết cho nó nhỏ lại, mình giảm một số những cái tiết tấu mình không cần thiết để nó ngân, và mình chỉ cần cho cái giai điệu nó ngân thì nó lại thành thế này. Thì nghe nó cảm xúc hơn đúng không? Nên là các yếu tố về cao độ, cường độ và trường độ ấy, chính là cái chìa khóa để chơi nghệ thuật hay. Một khi ấy, mà các em đã nắm được cao độ, cường độ và trường độ rồi ấy, ba cái yếu tố cấu thành nên âm nhạc, thì chúng ta sẽ thể hiện được cái giá trị của tác phẩm rất là tốt.